tiến cúng một quả chuông đồng cho đền Cái Rồng, nơi thờ Đức Vua Lý Anh Tông, thưa quý vị. Và chứng kiến những giây phút xúc động ấy thì tác giả ông Bùi Gia Nung cũng đã sáng tác một bài thơ mang tựa đề Tiến Cúng Chuông Đồng. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ qua giọng ngâm của nghệ sĩ Bùi Thảo. Xin được cảm ơn giọng đọc và rất là truyền cảm của nghệ sĩ Bùi Thảo. Và kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây thì cho phép MC Hương Sen xin được chuyển lời cho trưởng ban tổ chức, đó là ông Bùi Ngọc Trĩ ạ. Xin mời ông lên sân khấu để tiếp tục điều hành chương trình. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa tất cả mọi người, cho đến giờ này thì buổi ra mắt thơ cũng gần viên mãn. Thế thì theo ý nguyện của gia đình thì đề nghị trân trọng kính mời, để cho cái cuộc này mà thành công này thì không thể không nhắc đến công của các nghệ sĩ đã phục vụ chúng ta từ số đến nay. Thì theo nguyện vọng của gia đình thì xin trân trọng kính mời là MC Hương Sen lên sân khấu ạ, nghệ sĩ Bùi Kiên Trung, nghệ sĩ Bùi Thảo, nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Quyết Tiến và nghệ sĩ Lê Văn Hùng lên sân khấu để cho gia đình có lời cảm ơn. Trân trọng kính mời tác giả Bùi Gia Nung và ông con trai trưởng là Bùi Văn Thức lên có hoa kỷ niệm trao tặng. Xin trân trọng kính mời.
ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu. Bây giờ tôi xin phát biểu ý cuối cùng, nhưng mà tôi không phát biểu, mà tôi muốn nói rằng đến cái lúc cuối cùng thì còn có một tác giả nữa, là có một cái khổ thơ để chúc mừng. Các bạn thơ của chúng ta có biết đó là ai không? Tôi xin giới thiệu, đây là tác giả của một thành viên trong chi hội văn học nghệ thuật huyện Yên Mô. Với một cái đầu tiên, tôi xin mời chị lên đọc, nhưng mà chị bảo thôi bây giờ tiếng ông còn trong thì ông đọc giúp. Tôi xin đọc này. Kính tặng bác tác giả tập thơ Ông Kể Cho Nghe Bùi Gia Tôi. Tấm gương sáng, tuổi già nhưng chí không già, góp công xây dựng nước nhà phồn vinh, xây dựng nếp sống văn minh, dạy con khuyên cháu, gia đình ấm êm. Bốn câu như vậy xin hết ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn một ca khúc hết sức tuyệt vời, lắng động của nữ ca sĩ Bùi Thảo đã trở về để gửi tặng tới toàn thể các quý vị một ca khúc rất là hay, rất là ý nghĩa. Và kính thưa quý vị, chỉ còn một ít phút nữa thôi thì chúng tôi cũng xin phép chính thức được bắt đầu đi vào tổ chức chương trình ra mắt tập thơ Ông Kể Cháu Nghe của tác giả Bùi Gia Nung trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng di chuyển vào trong hôn trường. Và xin mời quý vị hãy cùng ổn định tổ chức, ổn định chỗ ngồi để ban tổ chức chúng tôi xin phép được chính thức bắt đầu tổ chức chương trình lễ ra mắt tập thơ Ông Kể Cháu Nghe của tác giả Bùi Gia Nung trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.